에스파. 냠 에스파. 조유리. 원은비. 라이썸. 바 스테이시. Best New Female Artist. 자, 그 nghệ sĩ nữ mới xuất sắc nhất. 과연 2021 마마의 첫 번째 수상자는 누가 될지. 마마 2021 dành cho nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất sẽ dành cho ai? Xin mời anh Do Yeon sẽ công bố. 2021 마마 Best New Female Artist 수상자는 에스파 축하드립니다. 신 축하드립니다. 에스파. Đầu tiên thì chúng tôi xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị. 굉장히 떨려가지고 아 무슨 말 해야 될지 모르겠는데요. 저희가 사실 이렇게 마마에 같이 나온 것도 처음이고 팬분들 앞에서 상을 받는 게 저희가 처음이에요. 그래서 đúng là trước những người hâm mộ trực tiếp như thế này ạ. 우선 이렇게 상 받게 해주신 우리 마이 너무 사랑하고 xin cảm ơn Mai fandom của chúng tôi đã giúp cho chúng tôi có thể có được cái giải thưởng này. Cũng xin cảm ơn gia đình các staff của nhóm cũng như là các anh chị quản lý của nhóm. 이런 신인상을 và khi mà nhóm ra mắt và nhận được cái giải thưởng nghệ sĩ mới xuất sắc nhất như thế này trước những người hâm mộ thì đây có lẽ là điều rất là tuyệt vời đối với chúng tôi ạ. Và vì sau khi Thank you so much. 지금까지 에스파였습니다. 감사합니다.